giới thiệu, mình tên là Lê Bá Ngọc, mình sinh năm 1986, hiện nay là sinh sống tại huyện Cò Kè, tỉnh Trà Vinh. Công việc hiện tại của mình là gia đình đã có số điện thoại. Mình đến con đường MMO cơ duyên về cái cách mình muốn kiếm tiền online thì mình muốn lâu lắm rồi, từ lúc còn đi học rồi. Thì cũng nói sơ là mình đã từng học qua khóa công nghệ thông tin, khóa này cũng học chính quy. Mình học để tại mình đam mê thôi. Cái đam mê của mình là có hai cái đam mê là tiếng Anh và tin học. Thì lúc mà mình học xong cấp 3 rồi thì mình có đi đại học, nhưng mà mình đi rớt, thì mình giáo viên tiếng Anh. Vì mình có cái đam mê là mình thích dạy lắm các bạn, thích hướng dẫn, thích dạy, mà mình đi rớt. Sau đó mình có đi làm thêm và mình đăng ký học khóa ở Cần Thơ đâu, mình khóa học về tin học và phần mềm. Thì học xong thì trong quá trình mình học thì mình cũng có làm nhiều việc, từ đi tiếp thị tại bàn, rồi sau đó mình có làm phòng nét. Do là mình đam mê tin học nên là mình làm phòng nét để mình hiểu biết thêm, và những cái kiến thức hiện bây giờ của mình đang có thì hầu như là mình tự học trên mạng hết. Thì do mình cũng tự mài mò nghiên cứu ở trên mạng mà mình có vô tình mình biết được thầy Hiếu cách đây cũng hơn 10 năm rồi. Thì lúc đó là mình chỉ nghe giọng nói chứ mình không biết thầy là người nào. Tại mình có tìm mấy cái video về hướng dẫn Photoshop thì biết có thầy Dương Trương Hiếu, mình biết có những cái CD về nó về Photoshop là thầy dạy rất là dễ hiểu. Mình thì được cái là mình tìm hiểu, mình mài mò tự học, hầu như bây giờ mình kiếm tiền được và từ những cái gì mình tự học không, chứ học trong trường hoặc những cái chỗ giảng dạy thì thật ra chỉ có khoảng 10-20% thôi, là cái người ta chỉ dạy cho mình cái căn bản cơ bản thôi để mình tự nghiên cứu thôi, hầu như là mình tự tìm tòi hết. Thì mình có một trên cái tinh thần là cho đi sẽ nhận lại, nên là mình có chia sẻ với anh em mà không có biết đó. Những cái kiến thức mà mình đã biết mình chỉ hướng dẫn thôi, tại vì mình cũng không có giỏi, mình biết tới đâu mình chỉ sẽ tới đó. Thì vô tình là mình có quen được anh Cường. Anh Cường hiện giờ là đang chủ nhóm bên nhóm kiếm tiền trên điện thoại di động, nhóm Cao Ai Việt Nam. Thì mình cũng có tham gia cái nhóm đó, và mình cũng có anh Cường nó kêu là thôi em biết gì thì em cứ chia sẻ cái đó. Thì còn nhiều người chưa biết lắm, tại vì em thì em rất là em biết là ngại chia sẻ, bởi vì mình nghĩ là mình kiến thức mình không có tới đâu. Nhưng mà anh Cường cứ nói là thôi cứ chia sẻ đi, cũng có nhiều người không biết, người nào không biết thì người ta học thôi. Thì mình cũng có chia sẻ một vài cái hướng dẫn ở bên cái nhóm đó, cho anh chị em nào không muốn kiếm tiền thêm để ăn sáng cà phê để lụm bạc lẻ thì có thể qua cái nhóm đó để tham gia với nhóm của anh Cường, nhóm tên là Cao Ai Việt Nam. Em thì không có cái ưu điểm gì nhiều, chỉ có ưu điểm nói chung là cũng có thể có là em được cái là có tinh thần học hỏi rất là nhiều và tự nghiên cứu. Em là một cái người tự đánh giá bản thân, em một thằng làm biến. Thì làm biến nó cũng có cái lợi và cũng có cái hại. Làm biến là nghe thấy làm biến là biết là không có lợi rồi, nhưng mà do là em làm biến cái cách của em nó khác. Cái cách của em làm biến là những cái vấn đề mà cần giải quyết trên máy tính mà thủ công hầu như đều tìm cách để làm cho tự động hết. Do đó là nên là em có hướng dẫn một số bạn là làm xử lý video theo cái cách là cái code. Thì cái code này là em biết khoảng chừng 3 tháng nay thôi. Nếu anh em nào có bên nhóm kiếm tiền trên điện thoại di động thì có thể thấy những clip em hướng dẫn. Đây là lần thứ hai mà em đưa cái mặt em lên cái clip như thế này. Lần thứ nhất là em có làm một clip bên nhóm là quản trị, em được kêu là làm cái clip ngắn để nói về cái cách kiếm tiền trên điện thoại và show cái tiền thật ra cho em coi. Thì em cũng
kiếm được tiền từ cái mảng online thì gần đây cũng khoảng 3 tháng trở lại đây thôi, là cũng kiếm tiền lẻ thôi chứ cũng không có được bao nhiêu. Và do là nên là bây giờ là em thấy là cái chuyện mà thầy Hiếu hay dạy là cho đi thì sẽ nhận lại thì cũng đúng thật, là nhờ em cho đi nên là em quen được rất là nhiều anh em, thì người ta cũng thấy, người ta thích mình, tại người ta biết mình cũng chia sẻ thật tình, mình không có giấu gì hết, nên là nó cũng biết được mấy anh em thân thiết, nên là em mới có mặt trong cái nhóm này ngày hôm nay là do là cũng nhờ em chia sẻ. Cái khuyết điểm nữa của em là em bị nói nhiều, nhưng mà hiện bây giờ là em đang tìm cách để em biến cái khuyết điểm thành ưu điểm, là nói nhiều và đừng có nói sai, đừng có nói bậy, nói sao cho người ta thích, người ta nghe. Trước đó thì em cũng có làm YouTube, nhưng mà em làm ở mức độ là không biết gì cả, chỉ làm cho có thế thôi, chứ em cũng không nghĩ là nó kiếm tiền được, em không nghĩ kiếm tiền được nhiều. Và sau đó thì em có thấy những clip của thầy Hiếu chia sẻ, và em có tham gia một hai nhóm của Minh Quang, nhóm chia sẻ bóng chập, nhưng mà chắc có lẽ là do duyên chưa tới nên là em cũng không có thu tiền được, em không có kiếm được tiền từ YouTube. Thì hy vọng lần này thì em có thể có thu nhập được từ cái việc này. Và em thì nói chung là có tinh thần nghiên cứu những cái mà sẵn đây thì cũng chia sẻ với những cái người mà mình biết, anh em mà kiểu như không có rành nhiều, không muốn hỏi những người khác về cái vấn đề gì, thì em rút ra từ bản thân của em thôi, là mình muốn hỏi vấn đề gì thì mình nghiên cứu vấn đề đó trước đi, mình tìm trên mạng hết, thì mình tìm tất cả, mình thử hết tất cả những cái trường hợp nào, những cái cách nào, ai chỉ như thế nào thì cứ làm theo hết. Khi nào mà làm không được rồi đó, bị trục trặc ngay cái chỗ nào đó, thì mình hỏi những cái người có kinh nghiệm thì người ta chỉ mình sẽ dễ hơn. Là mình ngay từ đầu mình vô mình hỏi người ta liền, thì giống như là mình không có nghiên cứu gì cả, mình cứ vô mình hỏi thì người ta chỉ mình từ đầu, rất là mất thời gian và mình làm phiền người ta nữa. Nên là thường những cái người mà quen biết em thì thường thấy ít có khi nào em hỏi. Và nếu mà em hỏi á, thì khi mà em hỏi em cũng biết là người ta đang sẵn sàng để hỗ trợ, chia sẻ trả lời mình, thì em mới dám hỏi. Chứ bình thường em không dám hỏi ai. Đa phần là những cái mà em kiếm được tiền, em áp dụng được thì từ cái chuyện mà em tìm trên mạng, em tự học, chứ không có. Cũng có những cái anh em chia sẻ rất là nhiệt tình với em, thì có một trong những anh đó là anh Cường hiện giờ đang trong nhóm Kawaii Việt Nam, thì cũng anh đó là mình Tấn Cường cũng có trong nhóm của mình. Rồi một vài thông tin để chia sẻ về bản thân, xin cảm ơn các chị, các bạn, cảm ơn thầy đã cho tạo điều kiện cho em vào cái nhóm này để học hỏi thêm. Và chúc thầy, chúc các bạn, chúc các chị thành công trong cuộc sống. Thank you.